Hello, xin chào các fly. Ngày đọc đơn của chúng ta lại đến rồi. Hôm nay có 12 đơn. Hôm nay bay có 12 đơn theo yêu cầu. Hãy xem mọi người đặt gì lạ nào. Đây là một thanh kiếm phay bằng pham vừa cứng vừa mềm, giống kiểu vừa cao su vừa xốp đó. Nhưng mà loại này rất mini, tầm 60-70cm à. Không phải loại bự nha. Nào nào get go. Bạn Lê Bảo Khánh Tam Kỳ Quảng Nam. Một Yoro gỗ trắng không đến 1m. Đây là 4 bộ phận của Yoro gỗ trắng 1m chưa hề lắp ráp. Các bạn chỉ cần gắn vào nhau là được. Hiện tại bay không dám gắn vào vì cái kiếm trắng này nó có khất nè. Khi bay gắn vào phát khá là cứng, rất là khó ra. Thôi liền phen và gắn cho các bạn xem thử. Lát nữa bay phải dùng thần lực mà kéo ra thôi. 1 2 xong cây trắng đã thành cây Yoro 1m rồi, còn nhét vô cái vỏ nữa để trưng bày trang trí hay cosplay đều rất là ok luôn, đẹp và cứng. Còn khi vận chuyển cất chữ tháo ra, bỏ cha rồi, mắc mấy khớt rồi, ra rồi. Ủa cái này ra dễ hơn bay nghĩ. Cứ như vậy là có thể gửi đi tới hàng và thêm quà cho bạn Lê Bảo Khánh. Bạn Trần Hải Hưng đến từ làng sương mù. Bay là phải thuê ninja gửi đến làng sương mù rồi các bạn ạ. Một hộp quà bố của Boruto tới luôn bạn ơi. Mẫu hộp quà của bố Boruto. Skin của các loại bên trong này đã thay đổi rồi. Trong này có 16 món ngẫu nhiên về Naruto, trong số 28 món đồ mặc định của nhà sản xuất. Shipper gửi đến làng sương mù cho Trần Hải Hưng. Bạn Nguyễn Tiến Phát Biên Hòa Đồng Nai. Một bịt mắt của Zenitsu. Đây là một bịt mắt của Zenitsu kèm túi gel lạnh bên trong. Nó khá là mau lạnh. Để bình thường vậy không đã khá là lạnh rồi. Để ngăn mát tủ lạnh thì càng lạnh các bạn nhé. Vì mau lạnh cũng mau hết lạnh, giữ được tầm 5 đến 10 phút gì đó. Bây còn 8 cái bịt mắt Zen và một số bịt mắt Kimetsu và vài khác nữa. Tới hàng cho bạn Tiến Phát. Bạn Trần Thị Huỳnh Như thành phố Hồ Chí Minh. Ô, bạn này đặt 2 đơn các bạn ạ. Đơn thứ nhất là thẻ waifu loại 120, loại 24, loại 31. Đơn thứ hai là một bộ chìa khóa fairy tale lớn, một album waifu. Bay nhớ bạn Huỳnh Như này rồi. Lần trước bạn đặt cái bộ chìa khóa fairy tale bự mà bay giao nhầm cái hộp nhỏ. Vì bạn gói hàng mới chưa phân biệt được hộp lớn hộp nhỏ, bay để cho bạn hoàn hàng lấy tiền đặt đơn mới và thêm lượng quà gấp đôi rồi. Cảm ơn bạn Như nha. Cái hộp lớn đó cũng là hộp duy nhất còn lại của bay. Hiện tại bay chỉ còn những hộp nhỏ 450.000 thôi. Vì hết hộp lớn bay sâu tại hộp nhỏ. Đây chính là hộp chìa khóa fairy tale, một cái album waifu mẫu ngẫu nhiên, bên trong có 80 ô. Nếu bạn để hai mặt có thể chứa được 120 tấm bay cạc. Về sau này bay bán thêm cả siêu và những đồ chứng thẻ nhưng chưa về. Chừng nào về bay sẽ show cho các bạn thấy nha. Đơn thứ hai của bạn, waifu loại 1x20, waifu loại 2x14, waifu loại 3x11, gói hai đơn hàng và thêm quà cho bạn Huỳnh Như. Bạn Phan Tấn Lợi thành phố Cam Ranh Khánh Hòa, thẻ Kimetsu loại 2x4. Bạn Phan Tấn Lợi một cái tên khá là quen thuộc, đây chính là Kimetsu loại 2x4 của bạn nha. Tới luôn. Bạn Phan Thành Quân ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, một kiếm Yoro đen thường gỗ. Loại kiếm gỗ Yoro đen thường ở kho bay hết sạch rồi. Mẫu đó người ta cũng không sản xuất nữa, chỉ có một vài cây bên shop Shopee Bay Store số 3 thôi. Bay sẽ sâu mẫu Yoro hoa văn. Đây là loại mới hơn, vỏ bóng hơn, chất liệu cao cấp hơn và giá cao hơn hẳn. Cái loại kia lưỡi kiếm màu bạc hoàn toàn. Và chúc mừng bạn Lời đã có mẫu hiếm cho riêng mình nha. Mẫu đó không sản xuất nữa. Đây là những mẫu mới nhất hiện tại rồi. Bạn kia Quibu Liên Chiểu Đà Nẵng. Bay Quibu ta. Bay cũng Quibu nè. Weeaboo. 5 waifu loại 2, 5 waifu loại 1, 15 Kimetsu loại 2, 1 thủy trụ 22cm. 5 bộ thẻ waifu loại 1, 5 bộ thẻ waifu loại 2. Sẵn khoe luôn bộ thẻ waifu mà bay đã dày công sưu tập. Wow, 3 waifu luôn, mỗi em một tấm khác nhau nha. Có những cấp hiếm như cấp R, SSR, BGL, BR và nhiều loại hiếm khác nữa. 15 Kimetsu no Yaiba loại 2, kiếm thủy trụ 25cm. Loại này bay chỉ có 11 cây nữa là hết rồi. Rồi đủ hàng và thêm quà nha. Bay Weibo gửi hàng cho Kiệt Weibo. Bạn Bùi Thị Thu Hồng, Quy Nhơn, Bình Định. Thẻ Kimetsu loại số 5x1, loại 2x1. Jujutsu Kaisen loại 3x1. Thẻ Kimetsu no Yaiba loại 5x1. Kimetsu loại 2x1. Chú thất hội chiến loại 3x1. Tới hàng cho bạn Bùi Thị Thu Hồng. Bạn Bảo Trân, Thừa Thiên Huế. Kiếm Genji 25cm, vỏ vuông. Wow, vỏ vuông à. Đây lại là một món hàng hiếm từ Shopee Bay Store số 3. Ở kho bay là Shopee Bay Store số 2, còn ở shop là Bay Store số 3. Hai bên Shopee đều có những mặt hàng khác biệt nhau. Có những nơi mà bên kho có, bên shop không có, hoặc bên shop có, bên kho không có. Ở kho bay còn kiếm Genji vỏ tròn, vỏ vuông mài chân đặc là một món hiếm rồi nha. Hàng đã được gửi đi và có quà cho bạn rồi. Bạn Bùi Thị Thu Hồng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Bạn Dương Công Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Tuyển tên quen nè. Bạn đã đặt khá là nhiều lần rồi. Thẻ Naruto loại
2x3. Thẻ Naruto loại 2x3 cho bạn Dương Công Tuyển nha. Thẻ mỗi đợt về một skin khác nhau, hàng sẽ được giao ngẫu nhiên. Nếu bạn yêu cầu riêng loại nào thì inbox về admin shop nha. Và cuối cùng là ai nào bạn bạn Zenitsu Agatsuma Phương Chiên Lê Sơn La, mô hình kiếm gỗ Zenitsu. Wow, Zenitsu đã ra kiếm gỗ Zenitsu từ Bay Store. Có lẽ bay nên đổi tên shop thành làng Thờ Rèn. Đây là thanh kiếm Zenitsu tuyệt đẹp dài 1m, gửi cho bạn Zenitsu Agatsuma. Lưỡi kiếm dài có luồng điện màu đen, rất là đẹp luôn. Hàng y như video, quay video thì còn cái gì nữa đâu mà sửa. Tới hàng và thêm quà cho bạn Zenitsu. Và thanh kiếm của bạn Zenitsu đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Bay Store, thỏa mãn đam mê sưu tập của bạn. Để đặt hàng và tư vấn, bạn có thể vào link trong mô tả hoặc là comment ghim nha. Chúc các bạn có một bộ sưu tập thiệt là đẹp. Bye bye, chăm cam.